Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập mới của Scribble Not Unlimited. Mình vẫn không ngờ cái việc mà mình làm lại cái series này lại được nhiều người ủng hộ như thế. Chắc hẳn đây là một cái series rất hay. Và chắc là các bạn cũng đang mong chờ series này lâu lắm rồi. Đây, mình xin cảm ơn tất cả mọi người, những người nào đã ủng hộ mình làm lại series này. Vậy không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đi giải quyết nốt số map còn lại. Xem nào. À, khoan đã, chúng ta bây giờ phải quay trở lại để trả sao cho chị mình đã. Đây là bây giờ chúng ta có 70 sao rồi. Bây giờ quên mất. Đây, đấy, phải trả, phải đưa cho Lily số sao to mình lấy được đã. Hóa mẹ thành đá rồi. Không, Lily. Hả? Ông ra phù thủy kìa. What the fuck? And then I was fine. The glow wasn't coming from the starite though. It was coming from every single good thing Maxwell had done while trying to save me. Every single good deed had helped. Dad could tell we were kind of mad at him. That's a pretty mean trick to turn your daughter to stone. Oh, wow. Tình hình là mình vừa bị crash mất trò này, thế là nó bị mất một đoạn cutscene này. Nó nôm na, xin lỗi mọi người. Nó nôm na là mình thu thập đủ 60 ngôi sao rồi mình đem về đây thì ông Bo đã, bố của mình đã giải khỏi lời nguyền hóa đá cho Lily rồi. Oh wow. Thế nào thèn đát. You did it again. Nhưng mà mình vẫn còn tận một mình kiếm được 106 mảnh sao rồi và 64 việc sao lớn. Nhưng bây giờ mình có thể chơi bằng Lily à? Ok, rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình cứu được Lily rồi thì mình vẫn có phải kiếm sao được không nhỉ? Ok mẹ. Rồi, bây giờ chúng ta đã cứu được Lily khỏi bị hóa đá. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một đống việc đây phải làm đây. Rồi. Đến với map Volcano. Đây là một map núi lửa. Biết ngay mà. Volcano. Rồi, chúng nó khóc kìa. Bọn này bị hóa đá hay có con gà tây. Ôi giời. What the fuck đây? Khổng lồ. Chỉ nhạc to lên một tí vậy. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ giúp chị người khổng lồ này. Hãy cho tôi một thứ gì đấy để tôi có thể chơi bắt với cả chó à. Như kiểu cái que củi. Thế là nó ném que củi đi không? Chó bắt lại không? Có người khổng lồ đây là Giant Stick cơ. Đấy. Có đuổi theo không? Được rồi, thằng này là người gì đây? Brown the Riot. Chỗ này quả là một chỗ tồi tệ để đi du lịch. Hãy giúp tôi kiểu như là đỡ bị khô nước, đỡ bị hạn hán này, để cho mày mưa này. Yeah. Ui giời, nó mọc ra cả hoa anh đào luôn. Hay nhỉ. Turbo flying, tại vì bây giờ mình bay thì mình mới đấy lại thêm một đứa người anh em nữa mình này. Tại sao Maxwell lắm anh em nhỉ, như kiểu bố nó đi khắp nơi ra rồi ấy. My ray gun
súng bắn tia của anh cần một thứ, cần một nguồn năng lượng cực kỳ lạnh để bắn. Hãy đưa cho anh một thứ gì đấy để có... mình phải cho thằng này một cái gì đấy cực kỳ lạnh để cái khẩu súng của nó có thể bắn được tia kiểu đây đóng băng ấy. Em đưa cho nó cũng đá được không? Tại vì đưa cho nó thêm một cục đá được. Được kìa. Nó tự đóng băng nó luôn đấy. Wow. 10/10. Ok, anh này, anh làm sao đây? Tôi quên mất thứ gì tôi cần phải lé vã. À, cái này là một cái refan của cái series Lord of the Rings ấy. Thằng này là Hodo đây mà, nếu nếu mà các bạn xem rồi thì nó phải ném cái nhẫn vào trong model á. Thế mình sẽ đưa được cái nhẫn để nó ném ra. Đấy. Rồi có chim bay đến. Bye bye Hodo. Wow. Ok. Rồi. À, cái cục này là gì đây? Provide the spark of light. Spark of light. Spark of light là lửa đấy mày. Ôi, đéo rồi mình gọi chữ lửa rồi. Đấy. Anh con Phượng Hoàng à, đúng không? Rồi, ông già, cần gì đây? Hãy giúp tôi luyện chiếc này. Thế thì ông là thợ rèn thì tôi sẽ cho một cái búa. Đây là Excalibur à? Mình xin. Cảm ơn. Đóng băng hết này. Hãy giúp chúng tôi đỡ bị con gà này. Hãy giải thoát chúng tôi khỏi bị, kiểu như là bọn này bị hóa đá ấy. Thế là bây giờ mình phải giúp bọn này nó đỡ hóa đá. Con gà. Cái con gà nó tự đi bản thân nó là hóa đá. Ok, thế còn anh này thì sao? Tôi bị mất chiếc vương miện rồi. Thế đây vương miện. Oh no. Fuck. Oh shit. Bỏ mẹ bị kẹt rồi sao? Nào. Thế thì mình sẽ tạo ra một cái crown khác đặt vào. Nhưng mà mình... Đấy, trả mày. Tao lấy lại cây Excalibur rồi. What the fuck? Ok. Mọi chuyện xảy ra khá là suôn sẻ. Thế anh ông này thì sao? Tay tìm một cách để cho tôi đựng cái này á, đựng tôi cho ông cái container này. Cầm lấy. Tôi chẳng biết ông cần gì, để tôi hỏi ông ở trên này trước. Hãy ném cho tôi bữa tối vào trong cái này. Ôi, thì dễ. Mít, khổ quá, gõ toàn gõ nhầm. Ngon nhỉ. Đây, I struck U, find a way to contain it for me. Cái này hơi khó nhỉ. Phải cho ngay cái gì đây. Nó vào phải cho, phải đựng. Phải cho này là cái gì nó đựng cái này.
túi hay sao? Được rồi. Ơ nó. Wow. Cái này người ta gọi là vòng lặp đấy. Ok, vậy là chỉ còn một mảnh sao nữa thôi và hai cái sao lớn. Nhưng mà mảnh sao còn lại ở đâu ở đấy? Úi giời, con này con gà tây à? Tôi cần đi ra ngoài nhưng mà tôi không thể để trứng của tôi một mình được. Cái là ra ngoài trứng nở rồi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm mấy cái quét to to. Đầu tiên là cô gái này đuổi bốn kỵ sĩ kỵ sĩ không đầu, kỵ sĩ bốn không bị bốn kỵ sĩ. Cái này là mình biết nhưng mình chẳng biết giải thích kiểu gì. Nói chung là có bốn ông cưỡi ngựa nhưng mà bốn ông ấy toàn đem đến hiểm họa cho khổ lắm, toàn đem dịch bệnh hiểm họa thôi. Enter the four horsemen, put the disease spot on. Hãy giúp chúng tôi chữa khỏi bệnh, chứ còn bệnh này, thế thì tôi sẽ cho các bạn medicine, để là một lọ thuốc. Yeah. Yeah. Fuck. Dịch bệnh đã qua khỏi nhưng mà chiến tranh lại xảy ra, hãy tìm cách để ngăn chặn chiến tranh. Ai sẽ giúp chúng ta ngăn chặn chiến tranh? Peacemaker. Không phải, không có. Cần một người nào đấy để giúp ngăn chặn chiến tranh. Người nào có thể ngăn cản chiến tranh rồi nhỉ? Phải là một người gì đấy kiểu hòa giải các cả hai người chứ. Thử tra xứ ấy mà. Chuẩn luôn. Ui. Chết. Ngu lẻ. Với thằng này nhìn đen xì. Đói à? Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng mà hết thức ăn rồi, phải cho thức ăn. Yeah. Nom. Chết. Làm thằng cuối cùng. Nó giết mẹ bọn này luôn rồi. Nó đẹp ít. Dù mặc dù đã cho chúng nó ăn no, ấm no nhưng mà chúng nó chết mẹ rồi. Tìm một cách nào đấy bằng cách cho chúng nó trở lại alive. Chết, bốn thằng kỵ sĩ. Yeah, hoàn thành rồi, còn một cái nữa thôi, cố lên nào. Ui giời, mệt thế. Yeah. Uê, Excalibur. Ai cứ xử Excalibur. Ok, hãy giúp ngôi làng khỏi bị núi lửa dâng trào. Ok, cái này chắc là kiểu núi lửa đấy. Ui rồi, vãi đái, nó giảm núi lửa giảm hết xuống rồi. Oh shit. Ôi không, núi lửa đang dâng lên và ngôi làng chuẩn bị phá hủy mất rồi. Ông ấy sợ vãi đái đây, mình phải làm gì đây? Núi lửa sắp dâng trào rồi, hãy giúp kiểu như là phù thủy của ngôi làng bỏ những vật tế vào trong núi lửa ấy. Hãy vứt ba thứ mà kiểu đắt giá của trái đất à? Người. Vàng. Kim cương.
Tốt. Yeah. Nhưng mà núi lửa vẫn dâng lên. Ông ấy lại vẫn sợ vãi cả đái à. Núi lửa vẫn tức giận. Có vẻ như là nó không... À, mình phải hiến tế nhiều hơn ạ. Còn thằng cái con núi lửa ấy đấy. Nó không thích. À, nó muốn đồ điện tử cơ, nó muốn kiểu đồ kiểu tương lai á thứ. Mẹ, núi lửa đéo khi ra đấy. À, cái điều hòa luôn nhá. Đấy, nó còn không thèm chấp nhận cái điều hòa cơ. À, nó là núi lửa mà quên mẹ mất thì sao mình cho nó cái điều hòa nhỉ? Thì ngu ấy nhỉ? What the fuck? Này, cho mình ăn cái xe ô tô luôn này. Này ông ấy sướng nhưng mà núi lửa nó vẫn tức kìa. Thì mày biết ngay mà. À. Núi lửa vẫn tức giận. Nó muốn tiền bạc cơ. Mẹ núi lửa đéo ấy tham lam thế. Cho tiền lại dâng lên này. Biết ngay mà. Sao mày làm thế với tao ở núi lửa? Ơ! Có vẻ như là... Tế không được rồi. Bây giờ... Nữ thần núi lửa đã xuất hiện và... Đòi một người yêu á? Hay tạo ra một người yêu để cho... Hả? Bây giờ mình phải cho con này người yêu. Ok. Poseidon. Ok đấy. Cho mày. Ok, wow. Bye bye Poseidon. Cười ông kia cười sướng. Ơ, hoàn thành rồi. Yeah. Khỏe lên. Bây giờ chúng ta lại hoàn thành một map mới. Khổ quá. Núi lửa với cả núi liếc đòi hỏi không chịu được. À, quên mất bộ đồ chuối của mình đấy. Phát sát nữa. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến Ambisan Beach. Ui, chỗ này có vẻ như là bãi biển này. Nghe có vẻ hay hơn. Oh yeah. Chỗ này nhìn có vẻ hay hơn nhỉ. Yeah, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bãi biển của mình. Bỏ mẹ ăn nhầm. Ok, hỏi ông đầu tiên là ông này. Tôi cần một body bãi biển để có thể. Wow. Thì bắp muscular. Wow. Yêu sao. Ok, và đến lượt địa chị là anh nhỉ. Nhìn cái BD ấy, nhìn như con BD Thái ở trong ồ quá đấy. Hãy cho anh một thứ gì đấy để ném nhưng mà không phải có bóng chuyền. Kiểu như là bọn này là muốn chơi một cái game mới nhưng mà nó không muốn chơi ném bóng. Thế thì tao sẽ cho mày kim cương. Mày có ném kim cương không? Bọn ném kim cương. Ok, cho nó Maxwell Brother. Nó là con trai, nó tên là Guy. Ok. Tôi cần một thứ gì đấy để xây lâu đài cát. Không biết. Thế thì tao sẽ cho mày một cái xô.
Ok, cô này, gì đây? Tôi không thể rời khỏi đất liền với một thứ gì đấy có thể mang cho tôi lại sự may mắn. Tôi sẽ cho cô cỏ bốn lá nếu mà trong này có. Đây, con mẹ mất cỏ bốn lá bây giờ rồi. For lip lead à? Không, thường thường thì mình nhớ là trước khi ra biển đi thì người ta thường đánh một chai rượu vào đít của cái tàu mà, nhưng mà trong này lại không có rượu hay nào nhỉ? Bây giờ game trẻ con nên là nó không cho rượu vào. Nếu mà mang lại một thứ may mắn thì charm đi, bùa. Đấy. Bye. Thì như trên này. Ok, thằng này nhìn có vẻ cố gắng. Hãy cho anh một thứ gì đấy để anh có thể thư giãn ở bãi biển. Thế thì cho một cái ghế bố đi. Cho một cái... không, một cái band nữa. Mình chẳng biết ghế bố viết nhau. Không được à? Một thứ gì đấy để... sunglasses. Đấy, xoay. Đẹp trai luôn. Ok. Ông này ông cần gì? Hãy giúp tôi cho vệ tinh của tôi vào trong quỹ đạo à? Đây là vệ tinh của ông ấy thì... cho kiểu gì? Hãy giúp tôi cho vệ tinh quỹ đạo. Nhưng mà cho kiểu đéo gì mà vấn đề ấy. Cái vệ tinh này không... không áp object được cho nên không cho nó bay được. Tôi sẽ cho một cái nút. Không à? Không lấy nút à? Không lấy nút thì nó bay kiểu gì? Never. Thịt. What the fuck? Wow. Hãy giúp tôi cho vệ tinh vào quỹ đạo. Vậy đây. Wow, ok. Wow, better than expected. Ok, have fun nha. Have fun, núi lửa. Chết mẹ đi núi lửa. Đấy, mày làm tao phiền hà quá. Còn hai... đây. Gì đây? Someone qualified to fly on the fly hangar. Để tao là thằng qualify, quậy lên. Không được à? God damn it. Mình không qualify rồi. Thế thì cho pilot đi. Đấy. Mẹ. Mình không qualify rồi. Ông em sao đây? Cứu, tôi không thể bơi và ông cứu hộ đang ngủ. Mới trên 10. Sao mày lại ngủ ở thằng mất dậy? Tự dậy đi, ba mẹ tin mày, anh em tin mày. Cứu nó đi. Nghĩa ra đơn giản lắm, nghĩa ra mình có thể đưa cho thằng này một cái phao cơ. Nhưng mà mình không muốn, mình muốn đánh thức thằng lính này dậy. Mình muốn đánh thức thằng cô này dậy. Ba mẹ tin nó, anh em tin nó, tại sao lại đi ngủ, bà nó. Ok. Ok, vậy là chỉ còn một cái nhiệm vụ to đùng khổng lồ nữa thôi là chúng ta hoàn thành map này rồi, cố lên. Chúng tôi cần một thí sinh để hoàn thành cho chương trình của mình, cái này kiểu reality show. Đó. Vậy ông cần gì đây?
Ôi rồi. Toàn mấy ông. Chào mừng đến hòn đảo sinh tồn, hay đấu với nhau để có thể để có được một giải thưởng. Tạo lửa, hay tạo ra một đống lửa để có. Ừ, cái này thì dễ bỏ mẹ. Mình thì literally cheat đấy. Ông ấy dùng kính đúp để tạo lửa. Wow, thế mà cũng được. Ông ấy là phù thủy. Sấm sét đánh vào. Có lửa. Thế còn ông ấy sao? Ông ấy đấm múc đá. Đéo có lửa. Bị loại luôn. Tắt. Khóc với dậy. Con đây là con tê tê à? Chỉ còn 3 thí sinh thôi, hãy làm cho một cách nào đấy để cho con tê tê này nhìn đẹp hơn đối với khán giả ở nhà. Ê, tao sẽ cho mày thành tê tê cầu vồng và mày sẽ là vật đáng yêu của tao. Wow. Cái đánh ra con rùa biến anh bé tí luôn. Thế còn đâu mày? Mày lắp tay thỏ. Lắp tay thỏ vào nó đuổi. Vậy là chỉ còn lại hai thí sinh. Đó là mình và ông phù thủy kia. Thằng nớt đi ạ. Mày thì nớt lại khóc. Ok. Gì đây? Chúng ta còn hai thí sinh thôi, hay tạo ra một vật gì đấy thì giống cả quả dưa chuột có cánh á. Quả dưa chuột có cánh. Con ong. Mình nhớ con ong ở trong Adventure Time, nó nhìn giống quả dưa chuột. Quả dưa chuột có cánh gắn vào không được à? Chán đấy. Quả dưa chuột. Quả dưa chuột có. Quả dưa chuột có cánh nhỉ? Có hai này. Đấy, sự kết hợp màu của quả dưa chuột với sư thứ gì đó biết bay. Thì flying. Quả dưa chuột. Quả dưa chuột. À. Cumber. Được không? Được đấy. Dưa chuột biết bay. Dưa muối biết bay. Ông ấy tạo con rồng. Úi rồi. Tôi xong. Và mình là người chiến thắng chứ. Dập. Khóc. À, tiên mình thấy tội lỗi vậy. Fuck yeah. Yeah. 69 rồi sao? 69. Yeah, vậy là mình lại hoàn thành một map nữa rồi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành tất cả các map ở trên đất liền này rồi. Ở tập sau thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt hai map ở dưới biển này. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem đến giờ phút này. Nếu mà các bạn thích video của mình thì các bạn sẽ cho mình một like, một comment. Và các bạn hãy, xin các bạn hãy share video của mình để ủng hộ channel. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của Skipper Not Unlimited. Xin chào và hẹn gặp lại.